8 điều người thông minh làm nhưng không nói. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Kính thưa quý vị và các bạn, những người thông minh có xu hướng linh hoạt trong suy nghĩ, có thể thích nghi với những thay đổi, quản lý tốt cảm xúc và suy nghĩ trước khi hành động. Thứ nhất, họ luôn khát thông tin. Có lẽ tất cả chúng ta đều biết điều này, những người thông minh luôn khao khát kiến thức. Nếu ai đó thấy việc đọc thật nhàm chán và tẻ nhạt, thì những người thông minh luôn tìm thấy niềm vui trong hoạt động đó. Càng tiếp nhận và xử lý nhiều thông tin, họ càng thấy cuộc sống trở nên thú vị và phong phú, nhiều màu sắc hơn. Họ thường dán mắt vào những cuốn sách báo, thích cập nhật thông tin trong các hoàn cảnh, môi trường khác nhau. Khi rảnh rỗi, họ nghe podcast, xem tin tức, đọc sách, xem phim tài liệu, nghe tranh luận và nói những chuyện với người hiểu biết. Thứ hai, họ không dễ bị lay chuyển nhưng cũng không bướng bỉnh. Những người thông minh có rất nhiều suy nghĩ, họ có thể ngồi một mình lặng lẽ hàng giờ để nghiền ngẫm vấn đề đặt ra trong đầu. Họ rất cẩn thận với những ý kiến và lập trường mà họ đưa ra. Họ sẽ không dễ dàng để một bài đăng trên mạng xã hội định hình thế giới quan của họ. Họ hiểu tầm quan trọng của việc xem xét vấn đề từ nhiều góc độ. Ý kiến của những người thông minh được xây dựng trên nền tảng vững chắc, dựa trên những gì họ biết và những gì họ nghĩ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không bao giờ có thể thuyết phục được một người thông minh. Người thông minh không ngoan cố và bảo thủ. Thứ ba, họ học hỏi từ những sai lầm. Những người thông minh luôn tìm cách để hoàn thiện mình và họ biết không ai trên đời là hoàn hảo. Học hỏi từ những sai lầm và thất bại là cách để họ trở nên khôn ngoan hơn. Họ không gắn ý kiến của mình với cái tôi và sẵn sàng nhận sai thay vì cố chấp. Họ có thể thừa nhận rằng điều mà họ vẫn tin tưởng bây giờ là sai khi có nhiều bằng chứng xác đáng. Thứ bốn, họ đặt mục tiêu rõ ràng và thực sự hướng đến chúng. Người thông minh thường đặt ra mục tiêu một cách rõ ràng và đảm bảo tính thực tế. Họ có thể đạt được, họ sẽ đặt mục đích của mình lên vị trí ưu tiên, không để mất tập trung khỏi bức tranh lớn khi họ bị cuốn vào những điều nhỏ nhặt. Họ sẽ thường xuyên đánh giá những gì mình đạt được và hướng thẳng đến mục tiêu. Đây là cách họ biến mục tiêu và ước mơ của mình thành hiện thực. Thứ năm, không thích nói chuyện phiếm. Những người thông minh thường kiên nhẫn, nhưng họ sẽ nhanh chóng thấy nhàm chán khi mắc vào những cuộc tám chuyện. Họ cần thu được điều gì đó thú vị từ cuộc trò chuyện, thứ gì đó có thể kích thích tâm trí của họ, thay vì lãng phí thời gian cho những chuyện không đâu, hay tệ hơn là nói xấu, xâm phạm đời tư của người khác. Thứ sáu, họ cởi mở, không cho rằng mình luôn đúng. Những người thông minh không giáo điều với quan điểm của họ. Họ chấp nhận rằng có hai mặt trong một câu chuyện và mọi người đều có lý do chính đáng để suy nghĩ theo những cách khác nhau. Họ sẵn sàng lắng nghe, lùi lại một bước để nhìn vào bức tranh tổng thể khi được đưa ra ý kiến. Họ cũng sẽ không hung hăng cho rằng mình là người giỏi nhất hay chỉ có mình là người đúng. Như Scorret đã nói, sự khôn ngoan thực sự là biết rằng bạn không biết gì cả. Người thông minh lắng nghe nhiều hơn nói, phân tích nhiều hơn hành động và hợp tác thay vì ra lệnh. Thứ bảy, họ có kỹ năng quan sát tuyệt vời. Đã bao giờ bạn cảm nhận mình đi trước một bước so với những người khác khi quan sát và nhận biết thế giới xung quanh hay chưa? Bạn thấy mọi thứ trước khi người khác làm, bạn nhận ra đồ vật nào đã được di chuyển trong phòng bạn. Bạn có thể phát hiện ra những khác biệt nhỏ. Quan sát là một kỹ năng và những người thông minh có kỹ năng quan sát rất tuyệt vời. Họ thích lắng nghe và quan sát mọi thứ, tự rút ra cho mình những điều thú vị và sâu sắc. Thứ 8. Họ thích giải quyết vấn đề. Khi người khác nhìn thấy những ngáng trở, người thông minh nhìn thấy cơ hội để đổi mới. Họ hiểu thách thức là cơ hội để vượt qua chính mình và tiến thêm một bước. Họ biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, có thể bình tĩnh trong những tình huống khác khiến người khác rối ren. Họ thấy việc giải quyết vấn đề là hoạt động rất thú vị. Đó là khi họ có thể suy nghĩ theo những cách mới mẻ và bất ngờ hơn, tìm ra những giải pháp mà những người khác không nhận ra là có thể. Quý vị thân mến, sự xuất hiện của ba điều này báo hiệu cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Khi một người có thể đối mặt với khuyết điểm của mình, thì khuôn mẫu của người đó cũng sẽ thay đổi.
Người như vậy có thể khiến cuộc sống của mình ngày càng tiến xa hơn. Đời người, ai cũng có lúc phải lội ngược dòng nước, không tiến được, ắt sẽ lùi. Khi trưởng thành hơn, khuôn mẫu được mở ra, ta hiểu rằng mình thực sự là một hạt cát rất nhỏ bé. Không có cái gọi là may mắn từ trời rơi xuống, chỉ có những nỗ lực mới làm nên thành công. Sự xuất hiện của ba điều dưới đây báo trước cuộc sống của một người sẽ ngày càng tốt đẹp. Thứ nhất, không hão huyền. Nhiều người sống vì thể diện, nhưng khi trưởng thành và hiểu hơn về cuộc sống này, họ sẽ phát hiện ra rằng thể diện thực ra không quan trọng đến vậy. Thể diện không mua cho họ một cuộc sống tốt đẹp, thể diện sẽ khiến họ khó tiến lên trong cuộc sống này. Cơ hội từng chút một vụt mất khỏi tầm tay. Khi một người không còn viển vông hão huyền, không còn sống vì hai chữ sĩ diện, đó là biểu hiện cho thấy họ thực sự muốn đạt được những điều lớn lao hơn và muốn làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. Khi bạn buông bỏ sự phù phiếm của mình, bạn sẽ thấy rằng thế giới thực sự tràn ngập cơ hội. Thứ hai, không bận tâm bởi tiểu tiết. Cẩn thận là một đức tính tốt trong cuộc sống, nhưng khi bạn trở nên quá thận trọng, luôn toan tính được mất, bạn sẽ mất nhiều hơn là được. Chấp nhận mất mát, học cách buông bỏ thay vì toan tính thiệt hơn, và xem điều gì sẽ đến với mình. Đời người mất chưa hẳn là họa, được chưa hẳn là phúc. Nhiều người không biết nhìn nhận cuộc sống của bản thân. Về lâu dài, chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt. Người như vậy khó lòng cuộc sống được cải thiện. Khi một người không còn bận tâm bởi tiểu tiết, cuộc sống của họ sẽ ngày một tốt đẹp và viên mãn hơn. Đó là bởi họ biết chấp nhận và buông bỏ, biết đâu là mục tiêu chính mình cần hướng tới. Đối mặt với thất bại, họ bình tĩnh để suy xét vấn đề, tổng kết kinh nghiệm cho thành công phía trước. Thời điểm tưởng chừng tối tăm nhất có thể là lúc bình minh sắp ló dạng. Hiểu được điều này, bạn sẽ thấy con người mình dần thay đổi theo hướng tích cực. Thứ ba, dám đối mặt với mọi khuyết điểm của bản thân. Ai cũng sợ đối mặt với thất bại của mình. Điều này cũng giống như mỗi lần gọi điện về nhà. Bạn luôn báo tin vui chứ không muốn báo tin buồn. Bạn không muốn gia đình phải lo lắng cho mình. Thất bại là điều không dễ để nói ra với người khác. Nhớ rằng thất bại không đáng sợ, bản thân có khuyết điểm cũng không đáng sợ. Bởi không ai trên đời này là không có khuyết điểm. Điều làm nên sự khác biệt là một người biết được những thiếu sót của mình. Có thể đối mặt với những thiếu sót của chính mình là việc làm chăm chỉ để cải thiện những thiếu sót đó. Đây là điều ai cũng nên làm. Đừng sợ ánh mắt của người khác, cũng đừng nghi ngờ năng lực của bản thân. Khi một người có thể đối mặt với khuyết điểm của mình, thì khuôn mẫu của người đó cũng sẽ thay đổi. Có thể đối mặt với những thiếu sót của chính mình, có nghĩa là người này có thể bắt đầu học cách tự kiểm điểm và liên tục tự kiểm điểm. Người như vậy có thể khiến cuộc sống của mình ngày càng tiến xa hơn. Khi một người có những biểu hiện trên đây, điều đó có nghĩa là họ đang dần thay đổi, và những thay đổi đó sẽ khiến cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn. Quý vị thân mến, chúng ta có xu hướng nhìn lại các tình huống và nghĩ rằng lẽ ra mình đưa ra một quyết định khác. Tuy nhiên, khi nhìn nhận vấn đề dưới góc độ khác, bạn sẽ thấy mình học được rất nhiều điều trong cuộc sống này khi mắc sai lầm. Chúng ta đã học được những điều mà chúng ta có thể chưa bao giờ biết nếu chúng ta không đưa ra quyết định sai lầm đó. Trên thực tế, có một vài sai lầm trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Dưới đây là một vài trong số đó. 1. Không có kế hoạch B. Sự thật là có rất nhiều người không hề đặt ra kế hoạch B khi lên kế hoạch. Họ lập kế hoạch mà không có mạng lưới an toàn và chỉ tập trung cho một điều duy nhất. Khi thất bại, họ gục ngã vì tất cả đã sụp đổ, không có gì để phòng hay một sự lựa chọn nào khác cho bản thân. Khi bạn mắc sai lầm, làm một việc gì đó mà không tính đến sự an toàn, bạn sẽ hiểu sâu sắc tầm quan trọng của giải pháp dự phòng. Khi bạn đặt tất cả trứng của mình vào trong một giỏ, đó không phải là sự khôn ngoan. Đứng trước một giỏ trứng đã bị vỡ tất cả, bạn sẽ hiểu được sự an toàn của việc có kế hoạch dự phòng. Thứ hai, nghĩ rằng mình biết hết. Không ai trong chúng ta biết tất cả mọi thứ, điều đó là không thể. Tuy nhiên, có một số người không thể chịu đựng được cảm giác ai đó khuyên bảo, chỉ dạy mình. Họ thấy điều đó thực sự xúc phạm. Đây là sai lầm mà không ít người mắc phải.
Sự thật là quá trình học của chúng ta bắt đầu từ khi sinh ra cho đến khi chúng ta chết. Ngay cả người lớn cũng có thể học hỏi nhiều điều từ trẻ em. Suy nghĩ rằng bản thân mình biết tất cả sẽ khiến bạn phải nhận lấy những bài học cuộc sống khắc nghiệt mà bạn không bao giờ quên. Thứ ba, luôn nói có. Có những người sợ nói không, hoặc đơn giản là họ muốn làm hài lòng tất cả mọi người bằng cách nói đồng ý với mọi thứ. Dù là vì lý do gì, nói có với mọi hình thức chính là một sai lầm. Khi bạn không biết từ chối, luôn nói có với yêu cầu của mọi người, điều đó sẽ nhanh chóng rút cạn năng lượng của bạn. Khi bạn đang giúp họ hoàn thành các ưu tiên của họ, chính các ưu tiên của bạn đang bị bỏ lại phía sau. Nếu đó là thói quen của bạn, hãy tiếp tục nói có và xem điều gì sẽ xảy ra. Bạn sẽ hiểu ra tác hại của việc không bao giờ nói không. Sau đó tập nói không thường xuyên hơn và để ý xem cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều. Thứ 4, mắc trong những mối quan hệ tồi tệ. Không ai muốn đưa ra lời khuyên rằng bạn nên có một mối quan hệ rắc rối, nhưng sự thật là bạn sẽ học được rất nhiều điều từ một mối quan hệ đó. Khi vượt qua, bước ra khỏi mối quan hệ đó, bạn sẽ mạnh mẽ hơn và có những bài học cho riêng mình để không mắc phải một sai lầm nữa. Kết quả tốt nhất trong những tình huống này là học hỏi từ những sai lầm của chính bạn. Hãy hiểu lý do tại sao người này là một sự lựa chọn sai lầm. Xem xét lý do tại sao bạn lại mù quáng ngay từ đầu và đừng bao giờ quên điều bạn học được. Bài học này sẽ giúp bạn không bao giờ mắc phải những sai lầm tương tự. Thứ 5, trốn trong vùng thoải mái của bạn. Tất nhiên, bạn không nên ở lại nơi này mãi mãi, nhưng trong một thời gian ngắn, hãy trốn trong vùng an toàn của bạn. Sẽ là cảm giác rất tốt và thoải mái, phải không? Sau một thời gian, nơi thoải mái này sẽ khiến bạn dần cảm thấy xa lạ, cũ kỹ và gần giống như một cái bẫy. Điều này là do bạn không bước ra ngoài và chấp nhận bất kỳ rủi ro nào. Bởi vì bạn đã ở đó quá lâu, bạn sẽ thấy những người khác đạt được những thành tựu to lớn, trong khi bạn vẫn ở nguyên một chỗ. Bạn không thể phát triển nếu bạn ở một nơi thoải mái quá lâu. Phạm sai lầm khi sống trong vùng an toàn của mình sẽ cho thấy bạn chính xác những gì bạn đang thiếu khi cuộc sống trôi qua. Nhìn bạn bè xung quanh đạt được những thành tựu, bước tiến lớn, bạn sẽ nhận ra mình cũng hoàn toàn có thể làm vậy. Thứ 6, chỉ nói mà không nghe. Rất có thể một ngày bạn sẽ nhận ra mình luôn nói chuyện với mọi người mà không thực sự lắng nghe. Đây là sai lầm khá phổ biến trong cuộc sống này. Khi bạn nói quá nhiều về bản thân và không lắng nghe những lo lắng cũng như ước mơ của người khác, điều này thực sự gây tổn thương và có thể khiến bạn mất đi các mối quan hệ tốt đẹp. Nếu bạn phạm phải sai lầm này và học hỏi được từ đó, bạn sẽ học được khá nhiều điều. Đừng sợ mắc sai lầm, quan trọng là đừng mắc kẹt trong đó. Nếu bạn lo lắng về một người bạn hoặc người thân rõ ràng đang mắc sai lầm, chỉ cần cho họ chút không gian và có thể họ sẽ nhận ra điều đó. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, tất cả đều phạm sai lầm, nhưng những gì chúng ta làm sau đó mới thực sự